Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm việc với cảm biến nhiệt độ hồng ngoại. Cái cảm biến này rất là đơn giản, nó chỉ có 4 chân, bao gồm 2 chân cấp nguồn cho nó là VIN và RND, 2 chân nhận tín hiệu đó là SCR và SDA. Mình sẽ dùng Arduino Uno để điều khiển con cảm biến này. Giờ mình sẽ vào trang web n6vn.com để tìm sơ đồ kết nối cũng như là code mẫu. Các bạn nhớ tải lên thư viện của nó luôn nhé. Tiếp đến là phần kiểm tra và nạp code vào mạch Arduino. Ở đây đang xuất hiện một lỗi là thứ thư viện. Mình sẽ add cái thư viện thay với lúc nãy mình đã tải về. Giờ mình sẽ kiểm tra lại hết lỗi rồi đó các bạn. Mình đã kiểm tra lại các cổng com kết nối ra đúng hay chưa, sau đó nạp code vào. Xong chương trình đã chạy rồi đó các bạn, nhưng mà tại vì cái cảm biến mình chưa kết nối cho nên là nó chạy sai. Mình sẽ chỉnh thời gian delay chậm lại cho các bạn dễ nhìn. Ok, nó chạy chậm lại rồi đó. Giờ mình sẽ kết nối với cảm biến. Đó, nhiệt độ bắt đầu nó nhận đúng rồi này. Thể hiện độ C và độ F. Hiện tại nhiệt độ hiện tại của phòng mình là 28 độ. Cũng đơn giản thôi mà đúng không? Và video của mình đến đây là kết thúc. Chúc các bạn thành công.